5 năm một lần, những người làm công tác hòa giải ở cơ sở lại sôi nổi tham gia hội thi hòa giải viên giỏi, ngày hội lớn của ngành tư pháp. Năm 2020, hội thi hòa giải viên giỏi được triển khai đồng loạt ở cấp cơ sở từ tháng 3. Sau 9 tháng triển khai, 9 huyện thị thành phố đã tổ chức 30 hội thi cấp cơ sở, thu hút 900 người tham gia. Với sự đổi mới sáng tạo trong hình thức tổ chức, nội dung bao quát, sâu sát, gắn liền với thực tiễn hòa giải ở cơ sở. Hội thi là dịp để các hòa giải viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, đồng thời biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải, từ đó góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp của nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với gần 9.000 hòa giải viên hoạt động tại 1.400 tổ hòa giải, những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hòa giải thành công đạt hơn 86%. Các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý, góp phần quan trọng và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua đó đã khẳng định được vị trí vai trò của công tác hòa giải và những hòa giải viên trong đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển của xã hội, đặt ra yêu cầu cần nâng cao hơn nữa chất lượng hòa giải viên ở cơ sở, tăng cường sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương đối với công tác hòa giải, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này. Đó cũng là mục tiêu để tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi các cấp và lan tỏa ý nghĩa của hội thi này. Với cái mục đích ý nghĩa là cái dịp để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong cái công tác hòa giải giữa các hòa giải viên ở cơ sở, đồng thời cũng là dịp để các hòa giải viên được trao dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong cái công tác hòa giải ở cơ sở. Cái thứ nữa là thông qua cái hội thi này thì giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được và biết rõ hơn, hiểu hơn về chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để chúng tôi kịp thời tham mưu củng cố kiện toàn để nâng cao cái chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Qua hội thi này thì chúng tôi cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa hiệu quả công tác hòa giải cơ sở và mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và xã hội đối với công tác hòa giải tại cơ sở. Khởi động từ tháng 3 năm 2020, hội thi hòa giải viên giỏi được tổ chức từ cấp xã, phường, thị trấn theo hình thức thi cụm. Ngay từ khi triển khai, hội thi đã thu hút sự quan tâm không chỉ của những hòa giải viên, người làm công tác tư pháp ở cấp cơ sở, mà còn trở thành mối quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân. Có thể nói từ vùng thấp đến vùng cao, từ thành thị đến nông thôn, không khí chuẩn bị cho hội thi của những hòa giải viên cơ sở diễn ra khá sôi nổi. Ban tổ chức đã chuẩn bị tốt từ việc xây dựng kế hoạch, công tác tuyên truyền đến hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, lựa chọn các thí sinh, ra các văn bản thông báo hướng dẫn về thể thức các phần thi. Nhiều đơn vị bố trí thời gian cho các thành viên nghiên cứu tài liệu, tham gia góp ý xây dựng ý tưởng cho các phần thi. Mỗi đề thi quy tụ những hòa giải viên có kinh nghiệm, có kiến thức và tâm huyết với công tác hòa giải. Cuộc thi hòa giải viên giỏi do viện tổ chức tôi thấy đây là một việc làm rất cần thiết và quan trọng. Và đặc biệt là cái công tác hòa giải cụm dân cư là công việc cần phải làm thường xuyên. Đối với đảng ủy ủy ban xã sau khi nhận được cái công văn của huyện chúng tôi thấy đây là một việc nhiệm vụ quan trọng, xã đã tập trung chỉ đạo tổ chức cho các đội thi đăng ký thi và tổ chức sáng tác kịch bản và tạo điều kiện giúp đỡ cho các vai diễn của mình để hoàn thành cái phần thi. Và chúng tôi cũng có một cái suy nghĩ rằng trong cái công tác đời thường thì nó hay có những tranh chấp về dân sự, là nếu làm tốt được công tác hòa giải thì nó hạn chế được cái phần mâu thuẫn mà đến cái mức độ là án hình sự. Với chủ đề rộng, đề cập đến mọi khía cạnh vấn đề của cuộc sống, ban tổ chức đã xây dựng được bộ quy chế và chấm thi. Theo đó, từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, các đội thi sẽ thi tài ở màn chào hỏi và 3 phần thi là thi kiến thức, thi xử lý tình huống, trình diễn tiểu phẩm bằng hình thức sân khấu hóa. Ở phần thi chào hỏi, với sự sáng tạo và tài năng của từng hòa giải viên, các đội mang đến cho hội thi những tiết mục đặc sắc, có sức cuốn hút với những làn điệu dân ca, thơ ca, hò vè, từ đó toát lên được tính chất đặc trưng của công tác hòa giải ở từng địa phương, làm nổi bật bức tranh toàn cảnh về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trọng tâm của hội thi là phần thi kiến thức và xử lý tình huống. Các gói câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm xoay quanh luật hòa giải cơ sở,
luật hôn nhân và gia đình, luật bảo vệ môi trường, luật khiếu nại tố cáo. Để đạt kết quả cao ở phần thi này, đòi hỏi các đội thi phải nắm vững kiến thức pháp luật, sáng suốt lựa chọn ra phương án đúng nhất. Điểm mới của hội thi năm nay tập trung vào phần thi xử lý tình huống. Ban tổ chức đề cao tính thực tế, đưa những tình huống đời thường vào nội dung thi. Phần thi này cũng phản ánh rõ sự kết hợp hài hòa giữa cái lý, cái tình và sự hiểu biết về kiến thức pháp luật của từng đội thi để giải quyết các tình huống liên quan đến những tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai, tài sản thừa kế, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình do ban giám khảo đưa ra. Đây là phần thi không chỉ cần kiến thức kỹ năng mà đòi hỏi các đội thi phải thể hiện sự khéo léo, thuyết phục khi trình bày. Chúng tôi thấy cái phần thi trắc nghiệm về cái giải quyết tình huống là tôi cho là nó sâu xa nhất mà nó gắn liền với lại cơ sở nhất, mà những cái phần đó thì là mặc vẫn phải bắt buộc là những tuyên truyền viên là phải là thuộc được, một là về cái luật dân sự, hai là tất cả về những kinh nghiệm sống thì mới hòa giải được tất cả mọi việc trong thôn bản. Sôi nổi, hào hứng và thu hút sự quan tâm nhất của khán giả là phần thi tiểu phẩm. Những mâu thuẫn, xích mích trong cuộc sống đã được các đội khai quát, dàn dựng, đưa lên sân khấu. Bằng sự hiểu biết pháp luật, am hiểu kiến thức xã hội, vốn sống thực tế, kinh nghiệm thực tiễn và tài năng của mình, các hòa giải viên đã hóa giải được các tranh chấp, mâu thuẫn trong cuộc sống. Nhờ đó các tiểu phẩm đã mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, nhưng vẫn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc của bài học về tình làng nghĩa xóm, về cách xử sự trên tinh thần tôn trọng pháp luật. Phần thi mà chúng tôi tâm đắc nhất và muốn gửi tới đến các quý vị khán giả cũng như tất cả mọi người đó là phần thi tiểu phẩm. Với qua phần thi này thì chúng tôi muốn mang đến một cái thông điệp đối với tất cả mọi người, đó là chúng ta hãy chung tay hòa giải, công tác tòa hòa giải, đoàn kết thành công và hòa giải thành công thì sẽ nói không mâu thuẫn. Trải qua các phần thi ở cấp cơ sở, cấp huyện, các đội đều thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, có sự sáng tạo trong cách thể hiện, phân công thí sinh đảm nhận các nội dung thi. Nhờ đó đã diễn đạt lưu loát, giải quyết tình huống nhanh, đúng pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời khẳng định nghĩa to lớn của hội thi là nâng cao tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Kết thúc vòng thi cấp huyện, các địa phương đã chọn ra 9 đội thi xuất sắc tham gia hội thi hòa giải viên cấp tỉnh. Đến nay thì 9 trên 9 huyện thị đã tổ chức xong hội thi hòa giải viên cấp huyện, thu hút hàng ngàn lượt người tham dự. Thông qua cái hội thi cấp huyện cho thấy là cái chất lượng hòa giải viên ở cơ sở ngày càng được nâng cao, có trình độ, kiến thức pháp luật, uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng dân cư. Các huyện thị đã thành lập đội dự thi và gửi danh sách về ban tổ chức hội thi cấp tỉnh. Trải qua các vòng thi, đến nay 9 đội thi đại diện cho gần 9.000 hòa giải viên ở các huyện thị thành phố đang gấp rút chuẩn bị cho vòng chung kết hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh. Những kiến thức kinh nghiệm từ các vòng thi trước là hành trang để các đội thi vững vàng tâm lý bước vào cuộc thi chung kết. Xác định ở vòng chung kết, lượng kiến thức và độ khó sẽ cao hơn trước, nên công tác chuẩn bị càng được các đội thi chú trọng và thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân. Qua cái cuộc thi hòa giải thì ở cấp thành phố thì chúng tôi cũng rất là vinh dự, cũng là tự hào thì cũng tham gia đạt được giải nhất. Thì trong cái đợt thi này thì cũng là Phường Hà thì cũng là đại diện cho thành phố để thi cấp tỉnh. Thì trong cái quá trình để tổ chức luyện tập, chúng tôi cũng hết sức quan tâm, lãnh đạo từ thường trực đảng ủy cho đến lãnh đạo ủy ban thì cũng thường xuyên quan tâm sâu sát đối với đội thi, để trong cái quá trình từ kịch bản rồi trong cái quá trình biên tập và đặc biệt là trong cái quá trình thực hiện luyện tập thì chúng tôi cũng có những cái chia sẻ động viên đối với đội thi, và cũng mong muốn qua cái cuộc thi này thì chúng tôi cũng phát huy được cái vai trò hòa giải viên ở cơ sở. Với quyết tâm giành kết quả cao nhất, các đội thi đã hoàn thiện kịch bản, tập dượt nhuần nhuyễn tiểu phẩm, khai thác các yếu tố về đặc trưng vùng miền, đặc điểm của công tác hòa giải ở cơ sở để đưa vào các phần thi một cách sinh động, hấp dẫn. Từng phần thi được các đội chăm chút, từ khâu hậu kỳ, chuẩn bị đạo cụ sân khấu, diễn viên quần chúng, đến cách thức thể hiện để sẵn sàng cho ngày thi chung kết. Chúng tôi cũng xác định được rằng là cuộc thi này sẽ rất là gay go, bởi vì tất cả các đội đều là giải nhất của 9 huyện thị trong tỉnh. Cho nên là
về phía kịch bản thì chúng tôi đã thay đổi lại kịch bản mới để tập lại làm sao cho nó trau chuốt để được tốt hơn. Thế còn lại những phần màn chào hỏi rồi tình huống và các câu hỏi về trắc nghiệm thì chúng tôi cũng đã phân công để cùng nhau để tích cực tham gia và chuẩn bị những phần trả lời câu hỏi cho nó thật thỏa đáng và nâng cao chất lượng hơn nữa trong so với cuộc thi cấp thành phố. 27 thí sinh dự thi chính thức đến từ 9 đội thi đang chờ cơ hội tỏa sáng tại hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Yên Bái năm 2020. Thành công của hội thi sẽ góp phần xây đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết và khẳng định ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc của công tác hòa giải. Những mâu thuẫn tranh chấp phát sinh từ thực tế cuộc sống hàng ngày, qua đó góp phần phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.